Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Ria kia mình và chúng ta cùng nhau đến với chương trình đó là Tây To buổi tối. Lúc này thì một đường bay kéo dài đến vừa trường tập bắn và nó sẽ kết thúc đâu đó bên trong vườn đảo dưa. Lúc này thì đây là một đường bay mà có lẽ là các em thủ sẽ không gặp quá nhiều khó khăn gì. Với sự thay đổi ở phiên bản của B20 thì có lẽ là ở trên đảo quân sự này các em thủ sẽ có khá nhiều chiến thuật khác nhau. Lúc này cao C và đang chưa rơi khỏi máy bay. Trong khi đó Top Diamond lúc này họ đang hướng tới đó là khu vực Thác Đồng Hồ rồi. Những thành viên đến của đoàn Top miền Nam lúc này thì đang là pha bay từ vị trí ABC XZ. Thanh Xuân lúc này họ vẫn đang trên máy bay mà thôi. Tôi đang nghĩ rằng Thanh Xuân họ sẽ chọn đó khu vực đảo dừa và một pha sẽ bay thẳng bên trong vực trung tâm của đảo dừa. Liệu rằng sẽ có team nào cạnh tranh ở vị trí của Thanh Xuân đây hay không? Đây là ID đẹp trai đệ quý với một ngón con lợn lợi tình cũng nhờ là vị trí của trường IC. Họ sẽ đáp xuống đó là vực xưởng cơ khí. Xưởng khí bây giờ nó đã được thay đổi lại rồi và cái khu vực xưởng cơ khí này có vẻ như là nó đang trở nên khá thơm dành cho em thủ. Hay là Cry, Bạch Vân, MTV, Forest Drive như DPN họ đang đáp xuống đó được thung lũng. Các bạn có thể thấy là bây giờ cái bản đồ nó sẽ xoay theo vị trí di chuyển người chơi. Lúc này thì đang là Cry, Bạch Vân, MTV. Hôm nay ta đang có và di chuyển về phía đó được căn nhà chữ L. Trong khi đó Team House Gaming hôm nay họ đang di chuyển về đâu đó bên trong một khu dân cư. Đây là tiến não, anh ta mặc bộ đồ khá đẹp đi. Vâng, ôi đâu mày lấy cái bộ đồ ở đâu đẹp đấy nhở? Vâng, một bộ đồ rất đẹp đến vị trí tiến não. Đây là mây 3BD cũng như là vị trí GK. Họ đang chiếm toàn bộ khu vực khu dân cư này. Đã có bình mũ 2.2 nhưng mà đang chưa có bất kỳ khẩu súng nào. Đây là đến con Tùng Anh tính 94 trường cơ như là Don't Forget này và đang di chuyển đâu đó bên trong đập thủy điện mà thôi. Tùng Anh mà anh ta có bình đó là mũ 2.1 rồi và một pha di chuyển rất nhanh về vị trí khu vực đó là kho quân sự. Trở lại thì bên bắt đầu chúng ta lúc này thì đây là Phantom H20 gấu gm như là Miscon lúc này và đang chờ ở phía trên khu vực nghĩa địa mà thôi. Đang ở vị trí tương đối xa nhau đó là thành viên của 91 gấu gm lúc này ta có mình đó là 1.3 rồi. Hưng chim to form ok trường chim to như là trường gm họ đang có mặt đâu đó bên trong vườn đài quan sát này. Hưng ct mới có mình 1.1 mà thôi. Form ok 3.1 trường ct có mình 1.1 trong khi đó thì trực anh ta đã có mình 2.3 đi xe chuột có mình mạ cũng đầu tiên chúng ta trong trận đấu này rồi. Như vậy là anh em lúc này đang có pha giao tranh có tay đó gm 1.87 và đang chưa có pha bắn nhau. Một pha nấp ở đằng sau khu vực nhà máy điện này đang phát hiện đối phương có mặt ở bên trong vực căn nhà xe. Bây giờ thì chuột IC sẽ có pha đẩy vào đội mình hay không? Có một pha đẩy vào đội mình hay không? Đang có pha di chuyển ra. Chuột IC bắn anh ta bắn nhưng mà đối phương bắn lại là ghê hơn. Có vẻ như anh em chuột IC anh ta hơi sai rồi. Đây là con lợn gợi tình lúc này anh ta chỉ có tay đó là một khẩu K98 cộng thêm một khẩu shotgun mà thôi. K98 rất khó cover cho người đồng đội của mình. Vẫn đang chưa thể cứu chuột IC trong khi đó đối phương đã ẩn nấp đi mất rồi. Vâng, thì đấu nó càng đét và khét là lẹt nện em đã bị đệ đến từ vị trí đệ quý với một ngón rồi. Đang còn pha hồi máu từ vị trí quý với một ngón trong đó là cao C và mất đi cho hai người. Đó là Mr. LTN cũng như là vị trí đệ đem hay là DC tử thần ta mà đang chưa biết làm thế nào để di chuyển ra hạ của vị trí đối phương. Và đang ngó ngoáy ra phía bên ngoài mà chưa thấy nó đâu cả. Đối phương đang có pha định đẩy tới rồi. Cao C tử thần ta có được chơi thì ngón này không. Đang ra bắn đến vị trí cao C tử thần mà đối phương bắn với đít cao C tử thần bắn khá nhiều máu. Bắn ngược trở lại không chơi được rồi. Đối phương hỏa lực là mạnh hơn, chỉ còn lại mình Agribank mà thôi. Anh ta đã bị cùng như vậy thì anh em quét sạch cao xe khỏi ván đấu này. Căng đét và khét lè lẹt đó là ba mạng đến vị trí quý 11 ngón ạ. Vâng, rất nhanh mà không sợ nóng luôn. Đây là Cry, Bạch Vân, MTV, Forest Drive. Ui, Forest Drive đã phải đá phải nằm xuống rồi. Vâng, thôi xong rồi. Đối phương đẩy phía trên khu vực nghĩa địa xuống và tôi nghĩ là Forest Drive khó mà qua được con trăng này. NPN có ai cứu được vị trí Forest Drive hay không? Đây là Cry, Bạch Vân, cô nàng sẽ ra cứu được vị trí người đồng đội của mình. Vâng, Bạch Vân này là trưởng quân đoàn Cry và cũng là một cô nàng nha anh em nhá. Đây là MTV. Lúc này thì Cry Milan người ta sẽ không thể tham gia trong tay buổi tối nữa vì theo tôi biết thì Cry Milan ta vừa gia nhập một team trong đấu cho sinh tồn. Một pha bắn buôn tầm lên đây với chữ DPN tương đối chính xác, có skin súng đấy các em thủ, chúng ta bắn nó phải gọi là căng hơn. Vâng, có skin súng nó bắn phải gọi là gác bọt lắm. Forest Drive hạ của vị trí Phantom rồi. Một pha trả đũa là tốt đến vị trí Cry. Chúng ta cùng chuyển qua một team khác. Lúc này DC đang di chuyển về phía trên vừa đèo đá, trong khi đó Chôn Nghiêm Minh họ đang di chuyển về phía khu vực đảo dừa sang bên đó vực nhà máy điện.
đấy là King of Free Fire vẫn như thường lệ thì Minao dẫn những người đồng đội mình di chuyển ở bên trong vùng nhà máy điện. À xin lỗi các bạn, vùng thành phố biển. Đây là Minao thì có mình mũ 1 da 1, Bin có mình mũ 1 da 2, Vikio có mình đó là mũ 3 da 1, cũng như là bố các anh có mình mũ 2 da 2. Đồ là khá ghê. Lúc này 91 đã có pha đẩy vào, 91 đã này không đã bị bắn rồi. H2O và ui thanh niên nước này cuối cùng đã hóa hơi nước rồi. Đó tiếp tục là bạn cũng đến vị trí của Forest Drive. Đây là Miss Cool, lúc này chỉ còn lại mình Miss Cool nữa thôi. Miss Cool đang bỏ chạy tốc bánh hú cọ nó bình mạ của vị trí của anh em đệ quý 11 ngón rồi. 40 người chơi là gì mà chúng ta còn lại vào đấu này. Bây giờ Miss Cool bỏ chạy rồi. Còn ông H2O này chính thức đã phải hóa thành hơi nước rồi anh em ạ. Vâng, anh ta chuyển từ thể lỏng sang thể hơi. Và đó là bạn gục dành cho vị trí của MTV 13T5. Chơi với Team Cry chưa bao giờ là dễ, trong khi đó IDC cọ nó bình mạ gục đầu tiên vào đấu này dành cho vị trí của Team Non. Và đó là bạn gục vào thành viên đến House Gaming. Thi đấu càng nét và khét lẹt lẹt thật sự luôn. Và vừa rồi có một pha thi đấu là hay. Bây giờ thì Chim Non nó pha được bắn. Bây giờ với khẩu XM8 quái thú thì nó phải thực sự gọi là quái thú đi. Lúc này Chim Tỷ đang pha đẩy xuống thôi. Chim Tỷ đang chạy chéo sang phía dưới của vực cột điện này. Đây cũng là một cô gái. Cô gái này khá là xinh đẹp nha anh em nhá. Trong khi đó Chim Anh đang có pha di chuyển. Như vậy hôm nay DC có ra quân đội hình hơi lạ một tí. Hôm nay không thấy có Chim Em à, được bắn rồi. Chim Non nó bắn nó không non một tí nào cả. Lúc này Chim Anh đã mất đi một tí máu, nhưng mà lúc này có vẻ họ đã hạ gục đối phương khá nhanh. Chim Anh đã bị hạ gục rồi, mấy người đã phải nằm xuống luôn. King of Free Fire này đang có pha chơi, nhưng mà Minao đã bị bắn gục rồi. Vâng, đó là pha gục đến với chiêu Chim Non. Và sự trở lại của Minao trong tay tàu buổi tối có vẻ như là không ổn cho lắm. Một game thủ chuyên nghiệp, nhưng mà trong tay tàu buổi tối nó là một câu chuyện khác. 32 người chơi King of Free Fire bị quét sạch rất nhanh mà không sợ đau. Và họ đang phải đối mặt ở một trong những team rất mạnh ở trong tay tàu buổi tối lúc này. Đang được bắn nhau rồi. Chim Tỷ và tụi con ta bắn đi cho mình 160 máu. Cô tạm đang gây 160 máu lên cả đối phương. Bây giờ Chim Non sẽ có 3 đẩy dây. Tụi con mình 3 mạ cùng trong tình huống này. Phát hiện có người ở phía dưới. Ơ Chim Non ta chưa nhìn thấy thì phải. Ở dưới cầu có người. Hình như ở dưới cầu có người. Nhưng có vẻ Chim Non ta không nhìn thấy. Có vẻ DC, Chim Anh, Chim Tỷ và Chim Hút. Họ đang thủ ở phía trên khu vực này. Họ đang chưa bất đi bất kỳ một thành viên nào. Vẫn đang và thi đấu là căng phát hiện ở đối phương rồi. Bắn bằng XM8 nó phải gọi là nhanh vãi hạ của đại bàng DC. Chim Tỷ hạ còn vị trí Thành Xuân Ca Đích. Lúc này DC đang thi đấu là tốt, đang bắn đến từ vị trí Chim Hút rồi, đang tiến tới gần. Một pha bơm máu đến từ vị trí DC Chim Hút trong tình huống này càng đét và khét lẹt lẹt thật sự ạ. Chim Tỷ trụ bên trong nhà để có thể hồi lại được bình lượng máu, nhưng mà team DC họ vẫn đang đứng vững chân và tấn công của đối phương. Lúc này Tony mình cũng đã tiến đến gần khu vực khu dân cư. Đại tướng quân đang có mặt ở bên trong vực doanh trại. Lúc này Hưng Chim To anh ta đang nấp ở bên trong container không biết để làm gì. Dead God đang chờ bên trong vực xưởng cơ khí mà thôi. Như vậy là Ghost Gaming vừa rồi có pha giao tranh cùng với vị trí DC và họ chỉ còn lại đúng một mình GK. Và GKGM là người duy nhất còn lại của Team House Gaming khi mà cả Mây 3BD cũng như là vị trí tiền đã phải nằm xuống rồi. Như vậy Thanh Xuân cũng vào định làm tí ở vị trí DC, nhưng mà DC bảo đéo và nó bay chỉ còn lại mình đó là Pink ngay mà thôi. Vâng, căng đét và khét lên lẹt thật sự rồi. Đây là Top Diamond, Dương CT, KK, như là Top ABC, Z này và đang chờ ở phía trên của Tab đồng hồ. Chỉ còn lại 29 người, có vẻ như OB20. Các game thủ và đang chưa quen với map cho lắm thì phải. Và đó lý do vì sao này số lượng người chúng ta còn lại là tương đối ít. Thanh Xuân ping gay này ta vẫn đang chờ ở phía trên vực cổng trời. Như vậy là Karik người ta bị disconnect này. Vâng, Karik bị disconnect. Vâng, 1.000 một miếng cooler mà 2.000 hai miếng cooler 1.000. Vâng, khổ thật sự ạ. Và Thanh Xuân ping gay này ta vẫn đang chờ ở phía trên vực cổng trời mà thôi. Đây là đi đẹp trai như là con lợn gợi tình. Mày vẫn đang chờ ở bên ngoài vực nhà máy điện. Big Sexy có bình mũ 302. Mày Hòm Thính cũng đang rơi xuống rồi. Trong khi đó đi đẹp trai có bình đó là mũ 304 và đang chờ ở bên ngoài của nhà máy điện. Bạch Vân, MTV, Forest Drive như là NPN mày và đang chờ ở phía trên của làng gố mà thôi. Vẫn đang có một pha chờ đợi một cơn mưa. Mày Team Cry có vẻ như họ đang chưa có bất kỳ phương án nào di chuyển sâu ở bên trong. Điểm nấp của họ trên bản đồ lúc này vẫn đang là tương đối đẹp. Đây là GKGM lúc này ta đang chờ ở bên ngoài vực kho quân sự. Một pha di chuyển ra đến vị trí của GKGM. Lúc này thì mũ 303 còn nghĩa lý gì đâu. Vâng, giờ thì anh khóc để làm gì. Lúc này thì đã có pha hơi giật lag rồi. Dead God
đã leo được lên phía nóc của vườn sừng ở khí này. Lúc này don't forget ta có Robin mua 2-1. Trường G có Robin cái gì đây? Hơi lag rồi, răng hồi hiểm mắc bằng mạng lag Free Fire. Chúng ta vừa có thể nhìn thấy những cái pha đổi cam vừa rồi, nó hơi bị lag luôn. Vâng, hơi bị lag chứ không phải lag bình thường. Ray tính 94, ta có Robin mua 2-2. Chiến một Miss Cool, một pha đẩy ra khỏi của vật thể thủy điện. Bây giờ thì chỉ còn lại Bình 91 Miss Cool, một pha nằm xuống. Vâng, anh ta vừa nằm vừa bò. Vâng, vừa đi vừa dẫm, mũ 2-2 đến vị trí Miss Cool. Đại tướng quân họ đã rời khỏi khu vực lạc Rim Nam. Bây giờ thì họ sẽ quyết định quay ra đến gần khu vực xưởng cơ khí hay chăng? Hưng chim to này ta có Bình mũ 1-1. Và vì đó là phòng ok có Bình mũ 3-1. Trường CT có Bình mũ 2-1. Đồ đạc là tương đối ngon lành. Vâng, với lượng đồ đạc ngon lành như thế này thì có vẻ như đại tướng quân họ sẽ không phải ngại bố con thằng nào. Tuy nhiên thì nếu như cải thiện hơn một chút, có lẽ chút nữa họ sẽ cải thiện bằng hòm tính xanh. Lúc này thì vòng bo sẽ thu vào đâu đó rồi trong vực giữa tháp đồng hồ như khu dân cư, có thể sẽ rơi vào trong vực cổng trời hay là trực cờ mờ. Lúc này họ đang chờ đây mà thôi. Mũ 3-2-3 tất cả các game thủ chúng ta thấy được sự thay đổi meta trong phiên bản này. XM8 là một trong những khẩu súng mà rất được yêu thích, đơn giản là vì nó bắn rất nhanh và với những game thủ trình độ cao thì khả năng vô tâm là dễ. Lúc này Cherry Sim tương tự như vậy. Cherry Sim ta có mình đó là 3 rồi, họ đứng trong UAV. Họ đang canh ở phía khu vực chiến đồi. Đây là một khu vực rất quan trọng trong các giải đấu. Thì các game thủ ở trong ván đấu này họ đều sẽ muốn chiếm lấy khu vực này. Có một hòm thính vàng ở đây. Yellow Tạ anh ta định lao lên ăn hòm thính, nhưng mà anh ta cảm thấy có một điều gì đấy nó không ổn cho lắm. Anh ta quyết định là để cho người check thính sẽ là vị trí của Ben Z. Ben Z ra lấy được ngay khẩu Groza. Groza thời gian đây các game thủ rất thích quay trở lại chơi, tại vì Groza là một trong khẩu súng mà tổng sát thương của nó gây ra là rất nhiều. Vẫn đang có pha thi đấu gọi là căng đét và khét lẹt thôi. Vâng, nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại được mình một like, một subscribe, follow để đẹp trai và đứa xinh gái nha. Đây là chim tỷ như thành viên của DC. DC thời điểm này có mình đó là 7 mạng hạ gục rồi. 7 mạng hạ gục, trong đó là 2 team phải nằm xuống đều bắt đầu chữ K. Don King ở V5 và KOC và đang được bắn. Ôi, bắn nó phải gọi là phê từ vị trí của chim tỷ ạ. Vâng, đây là một cô gái và đó và xử lý hết sức quyết đoán đến vị trí của chim tỷ. Và thêm một team nữa đã bị quét sạch, đó là vị trí của House Gaming. Người vừa phải nằm xuống đó là vị trí của GKGM. 28 người chơi là những gì mà chúng ta còn lại trong trận đấu này. Vẫn đang ở pha di chuyển đến ở vị trí của DC. Như vậy DC có bình 8 mạng hạ gục rồi. Thi đấu nó phải gọi là căng đét và khét lẹt lẹt đi. Đây là Dương Công Tử, KK, BCXZ. Họ đang chờ bên ngoài và tháp đồng hồ. Họ đang chưa có bất kỳ phương án nào để chơi tình huống này. Đây là Dương Công Tử như là KK. KK có bình mũ 1-2. Cái giáp 2 của người ta gần bay màu rồi. Đây là top 3 BCXZ cũng đang chờ bên ngoài và tháp đồng hồ mà thôi. Mũ 3-1. Tôi nghĩ rằng tìm top miền Nam họ đang có một tình huống khá đẹp khi mà một người canh ở bên trong vực tháp đồng hồ, hai người canh ở chòi canh này và một người canh ở chòi canh xa. Như vậy ở vị trí số 4 thì top ABCZ ta sẽ buộc phải canh ở vị trí rộng hơn so với người đồng đội của mình. Hôm nay thì có một team đang đẩy xuống phía căn nhà L, tôi đoán 99,69% đó là vị trí của team Cry hay là Thanh Xuân Pink Guy. Lúc này Pink Guy cũng đang chờ ở bên ngoài vực cổng trời mà thôi. Đi đẹp trai, lúc này anh ta đang làm gì đây? Vâng, đây là DY đẹp trai. Ui, nhìn thằng Pick Sexy di chuyển trước mặt giật hết cả mình. Vâng, tôi không biết đây có phải là AK Pick Sexy trước đây không, một người bắn cực kỳ có thực lực. Hôm nay thì Pick Sexy ta có mình mua 3-2, trong khi đó thì Bánh Ú đã phải nằm xuống rồi. Bánh Ú đến ở chốt game mình ta trở thành Bánh Ú thật sự rồi. Hôm nay đang bị bắn, Ben Z đang bị chơi, Ben Z đã bị ạ. Cùng với đó tiếp tục là mạ cũng đến với vị trí DC chim tỷ. DC càng bắn nó lại càng hay, ngay bạn DC vẫn đang được xây vị trí đối phương, nó bắn càng đét rồi. Chim tỷ ạ, còn vị trí chốt game mình Yellow Tạ hay là Cherry C. Ray Cherry C đang bơm lại được bình lượng màu. Ray Cherry quyết định sẽ bỏ chạy. DC Ray đấu rất nhiều cảm hứng cho bàn đấu này. 11 mạ gục vẫn đang được bắn đến vị trí đối phương. Ray DC chim non sẽ đẩy ra. DC đang có và di chuyển lên phía trên chim mạnh ạ. Còn vị trí Cherry C và tìm chôn người mình bị quét sạch của bàn đấu này. Và DC họ có nó bình đến thời điểm này là 12 mạ ngã gục rồi ạ. Vâng, bắn này sao chơi, bắn này sao chơi anh em. Vâng, bắn này thì lấy ai giờ mà đỡ vị trí của DC đây. Và bắn nó căng đét ạ.
bắn nó căng đét này, lấy ai chơi với team DC. Lúc này đại tướng quân, đây là team đại tướng quân 2k phải. À lúc này ui phát hiện có người ở phía trên rồi. À, một pha ke đến vị trí phòng ok. À, phòng ok ta cảm thấy đây là một góc bắn phải nói là khá ok đi. Vâng, lúc này vẫn đang có một pha ke đến từ vị trí của phòng ok. Phòng ok đã bắn rồi, nó bắn vỡ một vị trí đối phương. Sẽ con pha đẩy lên đến được vị trí của phòng ok. Vâng, sẽ con pha đẩy lên đến được vị trí của phòng ok rồi. Vẫn đang có pha di chuyển lên. Đây là đại tướng quân hay là Hưng CT như là Chickamer. Chickamer vẫn đang chờ ở bên ngoài khu vực này. Và mà lúc này họ vẫn đang thế sao họ không đẩy lên luôn nhỉ? Tôi nghĩ là đó là một tình huống mà có lẽ là họ sẽ có thể rất dễ đẩy ở vị trí đến gót. Khi mà đến gót lúc này, à lúc này đến gót họ đang thủ chặt được. À, tuy là vị trí trường G vừa rồi bị bắn gục. Lúc này chỉ một Miss Cool bắn gãy được vị trí MTB 13-5. Cry Bạch Vân cũng như Forest Strike và NBN đang có pha kè ở đây. Hay là Forest Strike có mình hai mạng gục trong bàn đấu này rồi. À, vẫn đang ở tình huống thi đấu hết sức căng não. Top miền Nam họ không ở trong bo. Họ sẽ phải chạy qua. Như vậy khu vực trường đồi sẽ có người, nhưng mà lúc này team DC có vẻ họ đang đứng ở đấy rồi. Hay Thanh Xuân ping gay, lúc này team Thanh Xuân chỉ còn lại mình anh ta mà thôi. Thanh Xuân ping gay sẽ có pha đẩy vào hay không? Vẫn đang có pha gọi là đắn đo. Đi đẹp trai vừa rồi anh ta bị bắn gục, nhưng anh ta được cứu đến vị trí của Pink Sexy. Lúc này thì Cry Bạch Vân của tạm đã có bình mạ gục. Cry Bạch Vân vẫn đang cố pha đẩy tới. Họ sẽ rất muốn chiếm đến khu vực chiến đồi. Dead God lúc này họ buộc sẽ phải di chuyển xuống. Nhưng mà liệu là lúc này đối phương có đang chờ họ về dưới hay không? Don't forget như là trường ngờ. Kể ra mà trong cái khu vực này nếu như mà có một cái dù lượn thì làm sao mà xếp rồi bay cái dù lượn ra thì có vẻ là sẽ khá ngon. 911 là team phải dừng lại trong cuộc chơi đúng đấy. Lúc này đại tướng quân nó đang canh vị trí Dead God rồi. Và bây giờ Dead God họ sẽ cảm thấy hơi chơi dại rồi. Và lúc này đã phát hiện đối phương bắn nhau chi choe rồi, và đó là pha bắn gục của đối phương vị trí hướng chim to. Lúc này thì tướng bóng kèo liên tục đặt ra. Lúc này họ đã cạo vờ đủ thành viên của mình. Đến có họ sẽ phải mở đường máu ra, nhưng lúc này thì họ chỉ còn lại một người, đó là trường G mà thôi. Và trường G không có ý định cứu được người đồng đội của mình. Cứu thế nào nữa? Người ta bay điện có người đấy đang cố gắng bắn đến vị trí trường G. Và tôi đang nghĩ rằng cái sở khí này sẽ trở thành mồ chôn của team Dead God ở đây. Trong khi đó đại tướng quân đã mất người rồi. Đại tướng quân liên tục bị bắn gục. Đây là phòng ok. Lúc này phòng ok chỉ còn lại mình anh ta mà thôi. DC như tôi đã nói, họ đã chiếm được cái khu vực tiên cơ rồi. Chim tỷ có bình mạ của thứ 7 ở trong bàn đấu này. Và lúc này thì đang được bắn tiếp. Lúc này DC nó bắn cả thế giới rồi. DC tỏ ra quá mạnh so với những đối phủ khác ở trong giải đấu này. Và đó là mạ của thứ 18. Mạ ngạ cục thứ 19. DC chim tỷ cũng đã bị 9 mạ ngạ cục ở trong bàn đấu này. Và bắn thế này thì sao chơi? Lúc này DC chim tỉ, một thành viên của họ và đang được xây với chi đối phương và đang có pha đẩy xuống. Chim non đang vào, chim non lấy cho team mình mạ của thứ 20. Và đó là không, đó là mạ của thứ 19 thôi. Và con số 19 con số cuối cùng trong trận đấu này. Và team DC có bình top 1 trong trận đấu đầu tiên của Tay To buổi tối ngày hôm nay. Vãi cả hàng của đại bàng ạ, vãi cả cứt và vãi cả nồi. Các bạn ơi, khi đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo các video của mình nha.